Xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh Đi Qua Tình Hình nha. Hôm nay thì không có đăng bán, giới thiệu với anh em một số các cái gợi ý để anh em có thể chế cháo trong cái mùa dịch này nha nha. Anh em thông cảm, mình quay cái nơi làm cho nên nó không có được sạch sẽ lắm, anh em thông cảm ha. Như cái này thì anh em có thể vừa làm dũa nha, vừa làm đục cũng rất là tốt nha. Bởi vì cái thép, anh em biết cái thép của dũa nó rất là cứng nha nè, đặc biệt là nếu mà anh em mua đúng cái dũa nhật mà đời cũ thì thép nó cực kỳ tốt luôn. Còn nếu mà anh em mua được dũa Mỹ hoặc là dũa Thụy Điển này kia thì nó rất là chất lượng rồi thì không nói nữa ha. Chỉ cần anh em mua dũa Nhật xịn thì thép nó rất là tốt ha. Thì anh em hoàn toàn có thể làm cái đục nha, nó rất là gọn ha. Vừa đục nè, rồi vừa dũa được luôn, cực kỳ tiện. Dũa này dũa ba mặt nha, chỉ có một mặt này là không dũa được thôi. Khi mài này anh em lưu ý, ví dụ anh em mà mài bằng máy mài thì anh em phải mài với lại làm mát liên tục nha, phải làm mát liên tục nha. Hoặc là anh em sau khi ấy anh em tôi lại một tí, anh em có thể tôi sơ bằng đèn khò cũng được anh em ha. Nào, mình làm không có chuyên nghiệp thì mình làm cỡ đó là ok rồi ha. Đó. Như cái này thì mình cũng làm từ một cái cây dũa ha. Đó, cây dũa loại này gọi là flat file anh em ha. Đó. Loại dẹp này, nó có rất là nhiều loại nè, loại bán nguyệt ha, có loại tam giác, loại hình vuông, rất là nhiều. Thì anh em tận dụng những cây dũa mà nó bị mòn rồi ha, chứ còn ví dụ cây mà còn mới như vậy làm rất là phí anh em nha. Đó. Những cây mới như vậy làm rất là phí. Đó. Những cây mà nó hơi mòn rồi, không có dũa còn ngon nữa thì anh em chế cái dao chặt nó rất là tốt luôn ha. Hoặc là thậm chí anh em có thể chế được một số cái loại. Nói chung ở đây thì mình chỉ chế sơ thôi, mình không có làm nhọn này đăng lên thì nó sẽ thành vũ khí thì nó không hay ha. Đó. Chỉ là một con dao chặt bình thường thôi. Đó. Cái này thì nó cũng chưa có bén lắm anh em nha, chưa có bén lắm, cũng được thôi, chưa bén lắm. Này mình đang đặt ít cục đá mài rồi, mình mài thì nó sẽ rất là bén thôi ha. Nó được một ưu điểm đó là thép nó rất là tốt. Cái thứ hai nó cũng rất là dày, rất là nặng anh em. Anh em biết những cái cây dao bình thường, dao đi rừng bình thường á, thì nó chỉ có cái phần phía dưới lưỡi nó cứng thôi. Còn cái cây dao mà anh em chế từ cái cây dũa này á thì là nó cứng toàn thân luôn nha anh em, nó cứng từ đầu đến cuối luôn. Cái chuyện đánh bóng này nó cũng nhắm xếp nó cũng rất là khó đi hơn so với những cái cây dao bình thường khác nha. Thì nó càng khó làm thì anh em có được cái cây dao nó có độ cứng nó tốt thôi ha. Tốn thời gian xíu nhưng mà độ cứng nó tốt. Anh em thấy đây còn một số vết xước của cái dũa này. Anh thấy ha. Cây này thì phải tầm cái lưỡi không phải tầm 30 nha. Đó, mình hàng với một cái cây tay nấm. Trong này nó còn cái chuôi dũa này ha. Tùy biến tấu của anh em ha. Rồi, này thì mình mùa dịch anh em nào đánh rảnh mà ví dụ như có một cây dũa nó bị hư thì anh em hoàn toàn có thể chế một cách đơn giản thành một cây dao này ha. Rất là tiện nha anh em. Đang rất là bén nhá. Cỡ này thì chặt gỗ là vô tư rồi. Có điều rọc giấy này kia thì chưa được thôi. Chặt gỗ thì vô tư ha. Nói chung cũng không có đẹp lắm ha. Tùy đôi khi anh em khéo léo thì anh em có thể làm những sản phẩm đẹp hơn nha. Rồi, xin chào, cảm ơn anh em đã xem hết clip nha. Anh em nào quan tâm đến dùng của Nhật thì anh em đừng quên bấm đăng ký kênh mình ha. Kênh DIY Tuân Hình nha. Rồi, rất cảm ơn anh em. Chúc anh em sức khỏe nha.